Hôm nay chúng tôi mời bà con cùng trải nghiệm máy khoan đất Takeo TK2.5B khoan nỗ đường kính 15 trồng sầu riêng tại vườn khu vực Đông Nam Bộ Bình Phước. Thay vì chúng ta phải làm thủ công như ngày xưa là phải đào bằng xà beng hoặc là bằng suộc để khoan nỗ trồng cây, thì bây giờ đã có dòng máy khoan đất cầm tay giúp chúng ta cải thiện, giảm sức lao động và tăng hiệu quả kinh tế, đặc biệt là khoan rất nhanh và hiệu quả. Với xu hướng áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cũng như thiết bị máy móc để giảm sức lao động cho bà con trong công việc trồng cấy, thì dòng máy khoan đất cầm tay ra đời hỗ trợ bà con rất là nhiều trong công việc khoan nỗ trồng các loại cây, khoan nỗ chôn phân, khoan nỗ trồng trụ hàng rào. Máy sử dụng động cơ xăng 2 thì, nhỏ gọn, tiện dụng, tiết kiệm, giảm sức lao động, có thể dùng liên tục nhiều giờ và tăng hiệu quả năng suất cho bà con rất là cao. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy khoan đất thương hiệu Takeo, hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại bên dưới video, hoặc nhắn trực tiếp. Bộ phận chuyên viên kỹ thuật công ty sẽ hỗ trợ và tư vấn bà con lựa chọn được dòng máy khoan phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm, ủng hộ và theo dõi video của chúng tôi.